ngày 24 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận đề nghị truy tố bị can Trần Quý Thanh, sinh năm 1953, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Tân Hiệp Phát, và hai con gái là Trần Uyên Phương, sinh năm 1981, Trần Ngọc Bích, 1984, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo kết luận, bà Đặng Thị Kim Oanh là chủ tịch các công ty Kim Oanh Đồng Nai và công ty Thuận Lợi. Bà Oanh có mua hai dự án là Minh Thành Đồng Nai và Nhân Thành Đồng Nai. Năm 2019, do khó khăn nên bà Oanh gặp bị can Trần Quý Thanh vay 500 tỷ đồng nhưng được yêu cầu phải làm hợp đồng chuyển nhượng lại hai dự án trên. Theo thỏa thuận, khi nào có trả tiền sẽ được hoàn lại. Sau đó, nhóm bà Oanh làm thủ tục chuyển nhượng tài sản cho Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích theo chỉ đạo của bị can Trần Quý Thanh. Năm 2020, bà Oanh xin lấy lại các dự án song phía bị can Thanh không đồng ý nên nữ đại gia làm đơn tố cáo. Cơ quan tố tụng cáo buộc bị can Trần Quý Thanh đã lợi dụng việc cho vay để chiếm đoạt hai dự án trên, gây thiệt hại cho bà Đặng Thị Kim Oanh số tiền 500 tỷ đồng. Ngoài ra, bị can Thanh còn chiếm đoạt 35 thửa đất của ba cá nhân khác, gây thiệt hại cho họ tổng cộng khoảng 380 tỷ đồng. Theo kết luận, bị can Trần Quý Thanh không nhận tội, nhưng cơ quan điều tra đủ căn cứ xác định vị này có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngược lại, chủ tịch Tân Hiệp Phát được ghi nhận có nhiều đóng góp cho xã hội, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động.